Chào tất cả các em, chúng ta cùng quay lại với bài tập vật lý lớp 10, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm các cái bài tập cuối chương số 4, năng lượng, công suất. Để nghiên cứu bài tập của chương này thì chúng ta nhắc lại một số kiến thức, lý thuyết và các cái công thức mà chúng ta cần để áp dụng làm bài tập cuối chương này. Thứ nhất, chúng ta nhắc lại khái niệm về công suất. Thì chúng ta nhớ công là cái đại lượng được xác định bằng tích của độ lớn của lực tác dụng lên vật, là vật di chuyển bằng quãng đường S và góc tạo bởi lực và cái quãng đường S này. S là độ rời trong chuyển động, F là lực tác dụng và alpha chính là bằng cái góc tạo bởi F và S. Công có thể âm dương hoặc bằng không. Công suất là đại lượng đặc trưng cho cái tốc độ thực hiện công. P thì sẽ bằng A trên T. Bằng hay nói cách khác là bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. Công suất có đơn vị là joule, công có đơn vị là watt, công có đơn vị là joule. Năng lượng của vật dự trữ thì nó tồn tại dưới dạng động năng và thế năng. Động năng ký hiệu bằng chữ V kép D là năng lượng vật có được do nó chuyển động, được xác định bằng một nửa tích khối lượng nhân bình phương vận tốc. Đơn vị động năng cũng là joule. Thế năng thì nó có thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi. Đối với thế năng trọng trường là thế năng mà ở trong trường trọng lực, thì ký hiệu bằng chữ V kép T bằng M nhân G nhân H. Với H là độ cao của vật so với gốc thế năng. Thông thường chúng ta chọn gốc thế năng ở mặt đất thì H chính là cái tọa độ của vật so với gốc thế năng. M là khối lượng, G là gia tốc, rơi tự do. Như vậy, cái năng lượng toàn phần của vật sẽ là cơ năng. Cơ năng sẽ bằng tổng của động năng, cộng thế năng. Và khi vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trường trọng lực, thì lúc này cơ năng của vật sẽ bảo toàn. Ở hai vị trí 1 và vị trí 2 sẽ có cơ năng bằng nhau. Thế còn nếu như mà có thêm ma sát, có thêm lực cản, thì công của lực cản hoặc lực ma sát chính là lực, cái trường trọng lực người ta gọi là lực thế. Thế còn công của cái lực không thế chính là lực cản hoặc ma sát, thì nó sẽ bằng cái cơ năng 2 trừ đi cơ năng 1, nó bằng sự độ biến thiên của cơ năng. Một cái đại lượng liên quan đến cái khả năng chuyển đổi cái năng lượng của vật thành cái năng lượng có ích chính là hiệu suất. Hiệu suất ký hiệu bằng chữ H. H chính bằng A có ích trên A toàn phần nhân với 100%. Hoặc mình viết dưới dạng công suất thì sẽ là công suất có ích trên công suất toàn phần nhân 100%. Như vậy khi một cái máy, một thiết bị chúng ta cung cấp cho nó một cái năng lượng là A toàn phần, nhưng năng lượng này thông thường nó không biến đổi hoàn toàn thành năng lượng có ích mà chúng ta mong muốn, mà nó sẽ chỉ biến đổi được một lượng thôi. Chính vì thế chúng ta có cái đại lượng hiệu suất này, nó cho mình biết là cái năng lượng biến đổi thành năng lượng có ích là bao nhiêu phần trăm. Vận dụng những cái kiến thức này, chúng ta sẽ làm bài tập, các cái bài tập tổng quát của cả chương. Đầu tiên là bài 4.1. Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than khối lượng 400 kg từ dưới mỏ sâu ở độ sâu là 1.200 mét lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Đây, lên mặt đất. Nó ở dưới hầm sâu như này. Đấy. Thế nó có trọng lực P này và lực kéo là F này. Hiệu suất của động cơ là 80%, lấy G bằng 9,8, hỏi công suất toàn phần của động cơ. Chúng ta thấy rằng ở đây bài toán có hiệu suất như vậy là cái công của lực F sinh ra phải lớn hơn cái công mà do trọng lực sinh ra. Đấy, chúng ta có thể tóm tắt bằng 400 kg, H sẽ bằng 1.200 mét, nghĩa là chúng ta chọn cái độ sâu
Chọn cái gốc thì nằm tại cái vị trí độ sâu H 1.200 m. T là 2 phút, chúng ta đổi luôn ra 120 giây. Hiệu suất là 0,8, 80% là 0,8. G thì bằng 9,8 m trên dây bình. Như vậy mình cần tìm A toàn phần. Đấy, chọn gốc thế năng ở dưới cái ở dưới đáy mỏ. Đấy, cái mỏ sâu. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta có để thắng bình thường nhá, chúng ta sẽ có là cái công có x. Công có x sẽ chính bằng với gì? Bằng với công của trọng lực. Đấy, công của trọng lực. Công có x ở đây nó chính là bằng m nhân g nhân h. Đấy. A thì bằng s nét mà. F ở đây chính bằng mg, s chính là h. Đấy, thì đây chính là công có x. Thế công toàn phần thì nó chính là bằng công của cái lực F. Thế hiệu suất nó sẽ bằng gì? Hiệu suất thì nó chính bằng H. Bằng A có x trên A toàn phần. Bằng M nhân G nhân H trên đây. Đấy. Trên cái A toàn phần. Và mình cần tìm A toàn phần. Đó. Vậy mình rút ra A toàn phần sẽ chính bằng MG H trên hiệu suất H. Ta thay số vào. Đấy, như vậy A toàn phần đây chính là AF bằng công của lực kéo F. M ở đây là 400, G ở đây là 9,8, H của chúng ta là đây để bài hỏi là P toàn phần. Đúng. 400 này nhân với 9,8 này. Đấy, nhân với lại H, H là 1.200. Đấy, chúng ta sẽ thay số vào. Chia cho hiệu suất là 0,8. Thì chúng ta sẽ bấm máy tính cái phần này. Chia cho 0,8. Đấy, nó sẽ ra được cái kết quả là 5880. 0,0,0 zoom. Thế thì P sẽ bằng A chia T. A toàn phần T. Vậy sẽ bằng cái kết quả này chia cho 120. Đấy, chúng ta bấm máy tính chia 120 thì nó sẽ ra 49.000. 49.000. Thế 49.000 thì bản chất là chính bằng 49 kW. Vậy chúng ta sẽ chọn là đây. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2. Khi quạt điện hoạt động thì phần năng lượng hao phí là gì? Phần năng lượng hao phí của quạt thì chúng ta thấy khi quạt chuyển động thì nó ma sát với lại không khí thì nó sinh ra nhiệt. Như vậy năng lượng hao phí chính là nhiệt năng. Câu số 3. Khi có lắc đồng hồ dao động thì cơ năng của nó bằng không. Cơ năng của nó không thể bằng không được vì vì nó đang dao động thì nó phải có năng lượng. B. Động năng và thế năng được chuyển hóa qua lại lẫn nhau nhờ công của lực căng dây treo. Đúng rồi, bởi vì khi mà đây, khi mà chúng ta thấy trong quá trình mà vật chuyển động qua lại này thì ở vị trí A này thì là thế năng sẽ lớn nhất, ở vị trí B thì động năng sẽ lớn nhất. Như vậy có sự chuyển hóa qua lại của động năng và thế năng. Tuy nhiên thì chúng ta xem là nhờ công của lực căng dây treo hay là nhờ công của trọng lực. Thì chúng ta thấy rằng là vật chuyển động trong trường trọng lực, công của dây treo luôn vuông góc với quỹ đạo chuyển động, công của dây treo sẽ bằng không. Đấy, như vậy nó phải nhờ công của trọng lực. Như vậy đáp án sẽ là C. Đây, công của lực ma sát thì rõ ràng sai rồi, lực ma sát thì sẽ cản trở chuyển động mà. Một thùng hàng được đặt trên một mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Để di chuyển thùng hàng thì người ta thực hiện một cái công là để di chuyển nó thì người ta móc dây nối vào nó và kéo dây theo phương hợp với phương nằm ngang một góc theta. Cái lực kéo có độ lớn 45, sau khi đi quãng đường 1,5 thì thực hiện công bằng này, thùng hàng đạt vận tốc bằng này,
hình góc theta thành khối lượng của thủ hàng. Thế là phương nằm ngang này, góc theta này. Sau khi đi quãng đường 1,5 thì thực hiện công này và thủ hàng là vận tốc này, tính góc theta của chúng ta. Đó, mình có thể tóm tắt ra 2s bằng 1,5 m, a thì bằng 50 joule và v không bằng 0 à, v lúc sau bằng 2,6 m trên giây. Tính góc theta, tính khối lượng của thùng hàng. Thế thì trong bài này chúng ta thấy này, không nói gì đến lực ma sát cả, đúng không? Đấy, như vậy coi như lực ma sát bằng 0. Vậy thùng hàng chỉ chuyển động dưới tác dụng của lực lực F. Thêm vector trọng lực P đây. Và N này, P và N thì nó sẽ công của nó sẽ bằng 0 bởi vì là P và N nó sẽ vuông góc với nhau. Đấy. N đây sẽ vẽ ngắn hơn so với P vì nó còn có thành phần lực F. Thành phần F chúng ta phân tích ra thành F theo phương X và F theo phương Y. Thì chúng ta thấy rằng là F theo cái phương Y này này, nó sẽ không sinh công, chỉ có thành phần F theo phương X là sinh công thôi. Vì F theo phương Y vuông góc với phương chuyển động mà. Như vậy chúng ta có công bằng gì? Công thì bằng F nhân S nhân cos của góc ở đây là theta. Đấy, công của lực. Đây, phương di chuyển là phương này. Bản chất cái F, em nhân cos theta thì nó chính là thành phần F, Fx, Fx này. Đấy, nó chính là F nhân cos theta. Vậy chúng ta có F ở đây. Có công rồi này. Lực chúng ta chưa có. À đây, lực chúng ta có rồi này. Chúng ta tính được luôn theta thôi, đúng không ạ? Cos theta sẽ bằng A chia Fx. A của chúng ta bằng 50. F của chúng ta bằng 45. F của chúng ta bằng 1,5. Đó, chúng ta bấm máy tính thì chúng ta sẽ bấm nước là cái ship code. Đấy, chúng ta bấm ship code của 50 chia cho 45 nhân 1,5 thì chúng ta sẽ ra được là 42,2 độ. Đấy, mình sắp xỉ 42 độ. 2,2 độ. Đây, ship code của nó. Code theta bằng này, bấm ship code nhé. Ý số 2, tính khối lượng của thùng hàng. Tính khối lượng của thùng hàng thì chúng ta tính như thế nào? Chúng ta thấy rằng là theo định luật 2 Newton, F vừa bằng M nhân thế nào? Đúng không? Tổng có lực tác dụng là bằng MA. Thế thì ở đây N chiếu xuống bằng 0, P chiếu xuống 0 thì cái thành phần F để tạo ra gia tốc ấy, là chính là F theo phương X. Đấy, chúng ta chiếu xuống bên chỗ OX này, chỗ Y này, O này. Như vậy chúng ta sẽ có F phương X bằng M như là Fx thì nó chính bằng F nhân cos alpha, cos theta, M như là A thì chúng ta tính như thế nào? Ban đầu vận tốc bằng 0. Lúc sau vận tốc 2,6. Đi quãng đường là 1,5. Chúng ta có V bình trừ V không bình bằng 2AS. Như vậy A ở đây chúng ta sẽ có 10 bằng V bình trừ V không bình trên 2S. Đó, như vậy là chúng ta sẽ ra được cái thằng M, đúng không? Vậy thế vào đây, chúng ta rút ra M sẽ chính bằng F nhân 2 lần S nhân cos theta chia cho V bình trừ V không bình. Ta thay số vào chúng ta bấm. Rồi, sau khi thay số vào, cho em thay số vào thế nào? Chúng ta sẽ có F ở đây là bằng 45 nhân 2 nhân quãng bằng S là 1,5
nhân cos của 42,2 đấy, chúng ta chia cho V bình. V ban đầu thì bằng 0, V lúc sau là 2,6, 2,6 bình phương. Đấy, sau khi bấm chúng ta sẽ ra 14,79. 14,79 kg. Đấy, làm tròn thành 14,8 này. Đây là cái kết quả của nó. Thì đấy là chúng ta xong cái bài số 4. Các em thấy rằng bài số 4 chúng ta vận dụng kiến thức về công, kiến thức về động lực học đã học ở trong cái học kỳ 1. Bài tiếp theo là bài 4.5. Một con nhện có khối lượng 0,42 gram bò trên bề mặt kính cửa sổ một ngôi nhà với tốc độ không đổi 2,3 cm/giây. Theo phương hợp với phương thẳng đứng một góc như hình này. Đây. Bây giờ 9,8. Tính công suất của con nhện. Ta có M bằng 0,42. Các em chú ý khi làm bài bao giờ chúng ta đổi sang đơn vị chuẩn luôn nhé. Đây đang là gam, chúng ta đổi ra kg nhưng mình trừ 3. Bò với tốc độ không đổi bằng 2,3 cm/giây thì sẽ là 2,3 nhân 10 cũng trừ 2 m/giây. Theo phương hợp với phương thẳng đứng một góc như hình vẽ, alpha bằng 25 độ. Lấy g bằng 9,8. Tính công suất của công nghệ. Trong bài này thì chúng ta thấy rằng là để tính công suất của con nhện ấy thì chúng ta cần phải dùng công thức nào? Và chúng ta hãy phân tích lực tác dụng lên con nhện. Thứ nhất, con nhện mà đang nằm bò kính thì bao giờ cũng là thẳng như này. Đó. Thế thì con nhện bò thế thì con nhện sẽ có lực chính là trọng lực P. Con nhện nó sẽ hướng xuống dưới. Thế muốn con nhện mà bò chéo 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 như này thì cái lực ép tác dụng lên con nhện nó cũng phải chéo. Đúng không? Nó cũng phải chéo. Ép tác dụng lên con nhện nó phải chéo. Và cái lực ép này sẽ phân tích thành hai thành phần. Thứ nhất là ép theo phương x và ép theo phương y. Đấy, đây là fy. Đây fx. Và đây là fy. Cái thành phần F với Y thì nó sẽ có tác dụng cân bằng với thành phần trọng lực P. Thành phần F với X này nó sẽ có tác dụng kéo cho con kiến di chuyển sang ngang. Dưới tác dụng của hai cái FX, FY như này thì làm cho con kiến nó mới chuyển động chéo chéo như thế này. Này chúng ta hiểu cái phân tích bài toán như vậy. Thế cái góc mà đề bài cho đây là alpha này. Thì đây chính là góc alpha. Thế nhìn vào đây chúng ta thấy cái thành phần F thì nó sẽ chính bằng F với X cộng với F với Y. Được chưa? Fx tính bằng gì? Fx thì chính là đây alpha, Fx thì đối diện đây thì sẽ là bằng F xin đối cốt kề mà alpha. Thế còn Fy thì Fy là thành phần này kề với alpha sẽ bằng F nhân cos alpha. Thế theo phương thẳng đứng thì chúng ta có phương thẳng đứng có FI sẽ cân bằng với lại trọng lực P. Thế để tính công suất thì chúng ta có hai công thức tính công suất là P thì bằng A chia T hoặc là P bằng F nhân V. Đấy, P bằng F nhân V. Thế F nhân V ở đây bằng gì? F nhân V ở đây thì chúng ta sẽ có là đây thì F với Y nhân cos alpha đây thì chúng ta sẽ rút ra này, F nó sẽ bằng F với Y chia cho cos alpha. FY bằng P. Đấy, P chính là MG, vậy bằng MG nhân cos alpha. Đó, chúng ta có F như này. Đấy, về độ lớn như vậy ở đây chúng ta sẽ có là P là công suất P bằng F nhân V. F đây sẽ bằng MG chia cos alpha nhân V. Đó, chúng ta thay số vào. Vậy chúng ta sẽ ra kết quả M đây là bằng 0,42 nhân 10 trừ 3, G là 9,8, V của chúng ta là 2,3 nhân 10 cũng trừ 2 chia cho cos alpha của chúng ta chính là cos của 25 độ. Các em thay số vào như này, chúng ta bấm máy tính, chúng ta sẽ ra được cái kết quả của bài. Sau khi bấm máy tính thì đây 0,42 nhân 10 cũng trừ 3 nhân 19,8 nhân 2,3 nhân 10 cũng trừ 2
rồi chia cho cos của 25. Như vậy nó sẽ bằng là 1,04 lên 11 trừ 4. Như vậy là sau khi chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ ra kết quả là 1,014 nhân 11 trừ 4 oát. Các em thấy rằng kết quả trong sách bài tập của chúng ta là 0,01 oát. Tuy nhiên trong sách bài tập chúng ta thấy là còn có cái đại lượng là 2,3 này này, 2,3 cm trên giây ấy, là người ta chưa đổi đơn vị. Chúng ta phải đổi cho đơn vị chuẩn là mét trên giây. Đó thì mới ra kết quả này trong sách là kết quả của họ chưa đổi đơn vị, cho nên kết quả đó không chính xác. Chúng ta tiếp sang cái bài số 6. Khi tàu vũ trụ Apollo đổ xuống mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 69 thì phi hành gia Armstrong đã được trải nghiệm hiệu ứng hấp dẫn yếu. Ông thực hiện cú nhảy từ bề mặt trăng với vận tốc 1,51 m/s và đạt độ cao 0,7 m. Hãy tính ra tốc trọng trường ở bề mặt mặt trăng. Thì chúng ta có thể dùng định luật bảo toàn cơ năng đi, đúng không? Định luật bảo toàn cơ năng. Thì cơ năng ở vị trí thấp nhất sẽ bằng cơ năng ở vị trí cao nhất. Ở vị trí thấp nhất thì nó chỉ có động năng thôi, 1 phần 2 mv bình. Vị trí cao nhất là thế năng mg. Đó, như vậy chúng ta sẽ ra được là g ở đây sẽ chính bằng mm hết đây, bằng v bình chia 2h. V ở đây là 1,51 bình phương chia 2h là 0,7. Đó, chúng ta bấm máy tính 1,51 chia cho 2 nhân 0,7 thì chúng ta sẽ ra được là 1,628. Đó đấy, thì xấp xỉ 1,6 mét trên giấy bình. Đó, như vậy g ở trên mặt trăng rất là nhỏ so với lại g ở trên trái đất. Tiếp theo chúng ta có trên công trường xây dựng, người công nhân sử dụng dòng dọc để đưa vật liệu lên trên cao. Đây chính là cái dòng dọc đây. Do ảnh hưởng của thời tiết nên hệ thống dòng dọc và dây nối bị bật và rỉ sét. Người công nhân phải dùng lực có độ lớn 90 N để nâng vật có trọng lượng 70 N nhưng độ cao 8 m. Hỏi hiệu suất của dòng dọc. T. T. Chúng ta có này. Thứ nhất là cái công có ích thì nó chính là bằng công của trọng lực P. Công toàn phần thì nó chính là công của lực F. Và hiệu suất thì sẽ bằng công có ích trên công toàn phần. Đây, chúng ta định hướng như vậy thì chúng ta tính ra được. Thế AP trong trường hợp này sẽ bằng M nhân G nhân. Đây, ở đây có lực rồi. Đó. Dùng lực này, nâng vật có trọng lượng 70 N này. AP thì chính là MG, MG là 70 rồi. Nhân với H. Vâng, như vậy 70 nhân với H là 8. Còn A của lực F thì sẽ bằng lực F nhân với quãng đường S là H. F ở đây là 90 nhân với 8. Như vậy hiệu suất bằng A có X sẽ là 70 nhân 8 chia A toàn phần là 90 nhân 8. Vậy 88 chia tiêu nó sẽ bằng 7 phần 9. Đó. 7 chia 9 thì chúng ta tính ra thì nó là 0,7. Và đổi ra phần trăm thì chúng ta nhân 100%. Chúng ta sẽ ra là 77,7% là 77,8%. Đấy, nên ra như thế này. Sang đến bài số 8. Một cái bánh mì bơ cung cấp năng lượng là 415 calo. Một người có khối lượng 60 kg ăn hết chiếc bánh mì này để leo núi. Tính độ cao mà người này leo lên được. Cái hiệu suất chuyển hóa năng lượng thành cơ năng của người trung bình là 17% và gia tốc chặng trường là 98 m/s. Trong cái bài 8 này chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có thứ nhất là cái hiệu suất chuyển hóa năng lượng này này. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng là H. Đấy. H thì nó sẽ bằng A có X trên A toàn phần. Thế
A toàn phần ở đây chính là cái năng lượng mà cái bánh mì bơ cung cấp ấy, thì nó chính là bằng 415 calo. Đấy, thì A có ích chính là nó sẽ cung cấp để chuyển cho cái người này leo được. Vậy chúng ta sẽ có A có ích sẽ bằng 415 nhân hiệu suất là 17%, chính là 0,17. Tuy nhiên đây là đơn vị calo, chúng ta đổi ra 1 calo nó sẽ bằng 4,2 joule, đây nhân với 4,2 nữa. Như vậy ra A có ích, chúng ta bấm máy tính, nó sẽ ra là 415 nhân với lại 0,17 nhân với 4,2. Đó, thì nó sẽ ra là 296,31 joule. Thế cái A có ích này dùng hoàn toàn để leo núi. Leo núi thì nó sẽ biến đổi thành cái thế năng khi mà vật lên lên cao. Đây, vật đang ở đây, lên vị trí cao nhất. Thì trên này chỉ có thế năng thôi. Đấy. Thì cái năng lượng này biến đổi thành thế năng. Thứ H này H max. Như vậy chúng ta rút ra H max sẽ chính bằng A có X trên cái MG. Chúng ta thay số vào. Đấy, H max của chúng ta là A có X là 296,31. M là khối lượng của người là 60, G là 9,8. Như vậy cái này sẽ chia cho 60 thì nó sẽ ra được 846,6. Cho nên họ ra được cái độ cao H là 1,5. Vậy cái kết quả đó không chính xác nhé. Ta nhớ này, kết quả ra 0,5 mét nhé. Như vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong cái bài tập phần ôn tập chưa? Như vậy cái bài tập này nó tổng hợp kiến thức rất là nhiều. Chúng ta sau khi làm xong cái phần này, chúng ta có cái nhìn khái quát về cái phần năng lượng và công suất. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Chúng ta có gì thắc mắc, chúng ta có thể hỏi tiếp cô. Chúng ta hãy like và đăng ký kênh để có thể xem được nhiều video hơn. Tạm biệt các em.